Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với số livestream trong tuần này cùng với công ty tư vấn du học Hằng Lương. Thì mình là Kim Anh, là tư vấn viên của công ty tư vấn du học Hằng Lương trực thuộc chi nhánh tại Đà Lạt. Thì hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem du học Mỹ cùng Oregon State University tại Mỹ. Thì hôm nay người đồng hành livestream cùng Kim Anh là chị Nhung, đại diện trường Oregon State University. Chị Nhung ơi, chị có thể say hi tất cả các bạn cũng như là quý phụ huynh được không ạ? Xin chào tất cả các bạn, chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Mình tên là Nhung, là đại diện tuyển sinh của trường Oregon State University tại thị trường Việt Nam. Rất vui được ở đây ngày hôm nay và rất cảm ơn Hằng Lương đã tổ chức buổi livestream này. Sau đây thì mình xin phép điểm qua một số thông tin của công ty nhé. Thì đây là hình ảnh của ngôi trường của Oregon State University tại Mỹ. Thì các bạn có thể xem qua ha. Đây là khách mời tham dự. Rồi. Nội dung của chương trình của chúng ta hôm nay gồm có là giới thiệu về ban tổ chức và giới thiệu về trường Oregon State và các chương trình giảng dạy tại trường, cũng như là phần 4 là cái phần mà rất là nhiều phụ huynh cũng như là các bạn học sinh mong mong chờ nhất, đó là phần Q&A. Thì trước tiên là mình sẽ đến với giới thiệu ban tổ chức trước nha mọi người. Thì công ty tư vấn du học Hằng Lương thì cung cấp các dịch vụ du học tại các quốc gia như là Anh, Mỹ, Úc, Canada và Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Đức. Thì sinh viên chúng tôi có thể tham gia các khóa học ngoại ngữ, khóa học mùa hè, khóa học ngắn hạn, dài hạn, chương trình trao đổi giao lưu văn hóa từ các bậc trung học, dự bị, cao đẳng, đại học và sau đại học, như là những chương trình như là thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Hiện tại công ty tư vấn du học Hằng Lương có hai trụ sở. Một là ở 1086 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, và văn phòng đại diện tại thành phố Đà Lạt, số 16 Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Thì công ty tư vấn du học Hoàng Lương có tổng giám đốc là ông Đinh Viễn Lương và phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thanh Thị Lệ Hằng. Thì du học Hoàng Lương hoạt động theo giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch đào tạo cũng như là thành phố Hồ Chí Minh cấp và do Sở Kế hoạch đào tạo của Lâm Đồng cấp, và giấy phép hoạt động tư vấn du học do Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cấp cũng như là do Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Lâm Đồng cấp. Đây là các chứng nhận nghiệp vụ tư vấn du học tại công ty. Và chứng nhận chuyên viên tư vấn hướng nghiệp là ông Đinh Viễn Lương. Sau đây là 15 bước dịch vụ miễn phí tại công ty tư vấn du học Hoàng Lương. Thì miễn phí dịch vụ cũng như là dịch thuật hồ sơ công chứng, có cam kết hoàn tất hồ sơ thư xin thư mời nhập học và visa, hỗ trợ khách hàng chuyển học phí trực tiếp sang trường và miễn phí đăng ký ký túc xá cũng như là hỗ trợ tìm nhà ở cho các bạn sinh viên, hướng dẫn mua ngoại tệ chi phí thấp và tặng hoặc hỗ trợ vé máy bay từ 1 đến 2 chiều, huấn luyện tất cả các thông tin cần thiết trước khi bay, cũng như là hỗ trợ đưa đón và làm thủ tục xuất nhập cảnh, hỗ trợ SIM điện thoại và thẻ tàu điện ngầm tại Singapore, tạo điều kiện giao lưu với học sinh của Hằng Lương ở Singapore, đăng ký thẻ ngân hàng miễn phí tại nước ngoài và hỗ trợ khách hàng suốt quá trình du học, hỗ trợ phụ huynh thủ tục sang thăm du học sinh và tư vấn định hướng học sinh sinh viên có nhu cầu nâng cao và phối hợp với nhà trường tạo cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Đây là các hoạt động của Hằng Lương. Thì năm 2022, công ty tư vấn du học Hằng Lương có tổ chức một cái tiệc tri ân khách hàng. Triển lãm du học quốc tế 2022 tại thành phố Đà Lạt, triển lãm du học quốc tế năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh và triển lãm du học quốc tế 2020 tại thành phố Đà Lạt. Như quý phụ huynh và các bạn học sinh cũng có thể thấy ở trên màn hình, đây là ngày hội kết nối giáo dục Malaysia với công ty tư vấn du học Hằng Lương ạ. Và đây là chuỗi sự kiện ngày hội thi thử tiếng Anh năm 2022 do công ty tư vấn du học Hằng Lương tổ chức tại thành phố Đà Lạt, thành phố Cần Thơ và thành phố Vũng Tàu.
Đây là các buổi tư vấn trực tiếp tại thành phố Đà Lạt cũng như Cần Thơ, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi tổ chức huấn luyện bay và hỗ trợ check-in tại sân bay cho du học sinh mà công ty tư vấn du học Hoàng Lương hỗ trợ các bạn khi các bạn sang bên đó. Thì chúng ta sẽ đến với một vài thông tin về Oregon State University. Thì Oregon State University là trường đại học công lập thuộc của bang Oregon State và đã có hơn 155 năm tuổi. Thì Oregon State được xếp hạng là trường đại học công lập tốt nhất ở tiểu bang và cũng như là ở nước Mỹ. Và Oregon State thì tọa lạc tại thành phố là Corvallis, yên bình, và tiểu bang Oregon State rất là thân thiện tại nước Mỹ. Oregon State University thì đa ngành và đặc biệt nổi tiếng với các chuyên ngành thuộc nhóm khoa học, công nghệ và kỹ thuật, và nhiều chuyên ngành tại Oregon State và thuộc top 90 hàng đầu tại Mỹ. Tiểu bang Oregon thì có một cái đặc điểm rất là hay là không có phí đóng giống như là phí thuế ạ. Dạ, thì tiết kiệm được chi phí cho các bạn khi sang du học hơn. Khí hậu thì dễ chịu, ôn hòa so với nước Mỹ, không quá lạnh vào mùa đông mà cũng không quá nóng vào mùa hè, thì vào mùa đông thì cũng không có tuyết. Và trường được xếp hạng là 151 trường đại học quốc gia, và ký túc xá của Oregon State thì có ưu điểm là mở xuyên suốt bất kể kỳ nghỉ lớn hoặc lễ, có hỗ trợ cho các bạn sinh viên về những giống như là những vật dụng cần thiết khi mà các bạn ở ký túc xá, và miễn phí dịch vụ giặt quần áo cho các bạn. Và ký túc xá của Oregon State thì bắt buộc là trong năm đầu tiên với hầu hết tất cả các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông dưới 13 tháng thì phải ở ký túc xá trong năm đầu. Thì đó là một cái đặc điểm mà giúp cho quý phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi mà các bạn sang bên đó sẽ có chỗ ở cũng như là yên tâm hơn là ở với trường ha. Thì sau đây có lẽ là đi sâu hơn về chuyên ngành cũng giống như là về thông tin nhiều hơn về Oregon State thì Kim Anh xin phép được mời Nhung chia sẻ đến quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh về chi tiết về các ngành học cũng như là chi phí học tại trường cho quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể biết được nha Nhung. Xin cảm ơn phần chia sẻ của Kim Anh rất là chi tiết, và rất hy vọng là phụ huynh cũng đã có được cái phần khái quát về trường Oregon State University. Và bây giờ thì Nhung sẽ đi sâu hơn về thông tin về trường cũng như là sẽ điểm qua lại một số cái thông tin mà Kim Anh cũng đã có chia sẻ qua rồi. Dạ rồi, vậy thì chắc là Nhung share cái phần màn hình của Nhung nha Kim Anh ơi. Okay. Đúng rồi. Okay. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn. Thì như quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng đã biết thì trường Oregon State sẽ nằm ở tiểu bang Oregon, và tiểu bang Oregon thì sẽ nằm ở bên phía bờ Tây của nước Mỹ và giáp với lại hai tiểu bang, đó chính là tiểu bang Washington nằm ở phía trên đây và tiểu bang California nằm ở phía dưới này. Thì Oregon nó sẽ nằm ở giữa đây, và cũng bởi vì vị trí địa lý này mà Oregon nó sẽ có thời tiết khá là dễ chịu, và mùa đông thì nó sẽ không có tuyết, và kể cả khi có tuyết thì tuyết sẽ tan rất là nhanh, chỉ khoảng là 1-2 giờ sau khi mà tuyết rơi thôi. Và những thời điểm mà tuyết nó nhiều nhất đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chỉ tan vào khoảng 1-2 ngày sau khi mà tuyết rơi. Và trong trường hợp mà anh chị mình có người thân hoặc là bạn bè ở những cái tiểu bang ví dụ như Washington hoặc là Cali thì mình chỉ cần mất khoảng là 2-3 giờ bay bằng máy bay thì mình đã có thể di chuyển qua bên các cái tiểu bang đó để mình có thể thăm người thân của mình. Rồi, ngoài ra thì mình ở tiểu bang Oregon còn có Silicon Forest. Silicon Forest là nơi tập hợp các cái công ty công nghệ hàng đầu của nước Mỹ, ví dụ như là Microsoft nè, Google, SurveyMonkey, và đây cũng chính là nơi mà các bạn học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp các bạn có thể tìm kiếm những cái cơ hội việc làm, và đây cũng chính là một trong những cái cơ hội mà sinh viên của mình rất là thích để tìm kiếm công việc sau tốt nghiệp.
Và như khi nãy thì Kim Anh cũng có chia sẻ với quý anh chị phụ huynh, đó chính là ở tiểu bang Oregon chúng ta sẽ không có sales tax. Từ đó khi mà các bạn sinh viên mua sắm, ví dụ như là ở các bạn mua một cái máy tính trị giá là 1.000 đô đi, thì các bạn sẽ chỉ phải thanh toán 1.000 đô thôi, các bạn sẽ không phải trả thêm 100 đô tiền thuế nữa. Và cũng nhờ vào cái chính sách không có sales tax này mà sinh viên, cộng đồng sinh viên quốc tế của mình tiết kiệm được rất là nhiều chi phí hàng tháng. Thì đó cũng chính là một số cái điểm mà Kim Anh cũng đã chia sẻ rồi mà muốn điểm nhanh qua lại. Dạ rồi. Ở trường của mình thì Oregon State sẽ có hai campus. Một campus sẽ nằm ở thành phố Corvallis và cơ sở thứ hai của trường sẽ nằm ở thành phố Bend. Thì khi mà anh chị mình học ở thành phố nào thì mình sẽ chỉ chọn học ở một thành phố thôi. Và thành phố Corvallis còn có một cái chính sách rất là hay nữa dành cho cộng đồng sinh viên của mình, đó chính là miễn phí phương tiện di chuyển, đó chính là xe buýt. Và đây cũng chính là một trong những cái phương tiện di chuyển chính của cộng đồng sinh viên mình. Và vì đây là thành phố Corvallis cũng là một cái college town nên đây là một nơi gọi là yên bình và rất là văn minh. Người dân sống ở thành phố Corvallis này chủ yếu cũng là những cái thầy cô, những cái công nhân viên chức học và làm việc ở trong cái cộng đồng trường Oregon State University luôn, nên là đời sống ở đây khá là yên bình và văn minh cao. Và cũng chính vì những cái yếu tố đó mà thành phố Corvallis đã được bình chọn là thành phố có cái gọi là đáng sống nhất của tiểu bang Oregon. Dạ rồi, bây giờ thì mình đang xem một cái video clip. Đây là video clip quay lại khuôn viên của trường Oregon State. Và 100% những cái gì xuất hiện ở trong video clip này thì đều là hình ảnh của trường. Trường của mình thì rộng 1,8 km². Ở trong khuôn viên của trường thì sẽ có luôn hẳn những cái sân vận động, sân bóng chày, sân bóng mềm, sân bóng đá, sân bóng rổ, hồ bơi. Và trường của mình thì rộng khoảng là 1,8 km², nó tương đương với khoảng 1/2 diện tích quận 4 ở thành phố Hồ Chí Minh của mình và tương đương với lại 1/2 diện tích quận Hoàn Kiếm ở ngoài Hà Nội ạ. Và trường mình thì sẽ có tổng cộng là 15 cái tòa nhà ký túc xá và 30 cái khu vực nhà ăn khác nhau. Trong khuôn viên trường thì cũng sẽ có luôn những cái gọi là những cái cửa hàng siêu thị tiện lợi để mà sinh viên của mình có thể mua những cái vật dụng cần thiết rất là tiện cho các bạn. Thì như khi nãy thì Kim Anh cũng đã điểm qua một số cái xếp hạng. Lúc nãy thì Kim Anh có chia sẻ là trường của mình xếp hạng 151 đại học quốc gia. Nhưng mà vừa vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, có nghĩa là mới cách đây có 3 ngày thôi, thì bảng xếp hạng đã có cập nhật thì trường mình đã được lên hạng thứ 142 trường đại học quốc gia rồi. Đây cũng là một tin tốt dành cho trường mình và vừa mới cập nhật nên là Nhung cũng chưa kịp chia sẻ tin này với ai. Cũng mới có được tin này vào sáng nay thôi. Đó thì Nhung cũng chia sẻ với anh chị phụ huynh vào trong cái buổi livestream ngày hôm nay là trường mình đã tăng hạng và hiện nay thì trường mình là trường đứng hạng 142 trường đại học quốc gia trên tổng 5.000 trường có ở Mỹ hiện nay. Và ở tiểu bang Oregon thì trường mình vẫn là trường đại học công lập đứng hàng đầu của tiểu bang. Dạ rồi, về chuyên ngành thì ở trường mình hầu hết tất cả các chuyên ngành đều sẽ có, từ những cái ngành về kinh doanh, kinh tế, từ những cái ngành về luật, từ những cái ngành về giáo dục cho đến những cái ngành về chính trị hay là những cái ngành về khoa học như là khoa học máy tính hay là những ngành về kỹ thuật. Nên là trường mình thì sẽ có tổng cộng là 280 chuyên ngành. Tuy nhiên nếu như nói về thế mạnh của trường Oregon State thì không thể không nói đến những ngành thuộc về khoa học, công nghệ và kỹ thuật và những ngành thuộc về analytics, nghĩa là phân tích về kinh doanh. Và ngoài ra thì ở trường Oregon State mình còn có cái chương trình thực tập có luôn tên là chương trình MECOP. Đây là chương trình sẽ cho phép các sinh viên đi thực tập có luôn trong vòng 12 tháng. Mình sẽ chia ra là 6 tháng vào năm 3 và 6 tháng vào năm 4. Với mức lương trung bình của các bạn có được sẽ là 40.000 đô. Và cái chương trình này nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp của các bạn. Và chương trình MECOP sẽ áp dụng cho hai khoa, đó chính là khoa kỹ thuật và bốn ngành của khoa kinh doanh, đó chính là ngành Accountancy, Business Information System Management và Marketing.
Ở trong trường của mình thì sẽ có tổng cộng là 12 khoa, trong đó thì hai khoa mà ở cộng đồng sinh viên Việt Nam của mình đang có lượng nhu cầu rất là cao, đó chính là College of Business, là khoa kinh doanh đã được công nhận bởi AACSB về chất lượng đào tạo, với những cái ngành rất là hot hit, chẳng hạn như là ngành về phân tích kinh doanh Business Analytics, với những cái lựa chọn chuyên sâu chẳng hạn như là Market Research hoặc là Human Resource Analytics, hoặc là những cái ngành về kế toán hoặc như là ngành Marketing với những cái chương trình thực tập có lương như là Mid-Cert. Và cái khoa thứ hai mà cộng đồng sinh viên Việt Nam của mình chọn rất là nhiều, nhất là trong những năm trở lại đây khi mà những cái ngành thuộc về STEM như là khoa học công nghệ kỹ thuật đang đi lên, đó chính là khoa College of Engineering, khoa kỹ thuật à. Tất cả những cái ngành thuộc vào khoa kỹ thuật của OSU đều đã được công nhận chất lượng đào tạo bởi tổ chức APEC. Trong đó thì cái chất lượng đào tạo của trường mình đứng hạng thứ 69 là khoa kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ. 100% tất cả các ngành thuộc vào College of Engineering này đều sẽ có chương trình thực tập có lương Mid-Cert. Và cái ngành khoa học máy tính Computer Science của trường mình cũng sẽ thuộc vào College of Engineering luôn. Và đây cũng là ngành có đông sinh viên nhất của trường mình và cũng là ngành đông sinh viên nhất trên toàn nước Mỹ. Rất nhiều chuyên ngành của trường mình ở trong College of Engineering hiện tại cũng đang đứng thứ hạng thuộc vào top 90 hàng đầu trên toàn nước Mỹ. Chẳng hạn như là ngành kỹ thuật dân dụng Civil Engineering mình đứng hạng thứ 40, ngành khoa học máy tính Computer Science mình đứng hạng thứ 63, ngành môi trường kỹ thuật môi trường Environmental Engineering mình đứng hạng thứ 33, và rất nhiều chuyên ngành khác cũng thuộc vào top 90 của nước Mỹ. Và ở trên màn hình thì Nhung có đóng khung lại một số cái chương trình mà được nhận được cái lượng hồ sơ rất là khủng từ bên Việt Nam của mình. Trong đó thì ngành Computer Science ở OSU có rất là nhiều cái hướng chuyên sâu, những cái hướng specialization mà các bạn học sinh có thể lựa chọn. Cũng cùng là khoa học máy tính nhưng các bạn có thể chọn học chuyên sâu vào an ninh mạng, cyber security, hoặc các bạn có thể học chuyên sâu vào trí tuệ nhân tạo, artificial intelligence, hoặc các bạn có thể học về phát triển game, game programming cũng được luôn. Thì đó cũng chính là một trong những cái ưu điểm của Oregon State khi đào tạo về computer science. Trường của mình thì như khi nãy Kim Anh cũng có chia sẻ đó, đã được thành lập từ năm 1868 rồi và đã hơn 155 tuổi. Tuy nhiên thì hàng năm trường mình vẫn có những cái nguồn tài trợ tài chính rất là khổng lồ từ tiểu bang cũng như là từ chính phủ để nâng cấp cơ sở vật chất. Vì vậy thì cơ sở vật chất của trường mình vẫn rất là mới cũng như là được nâng cấp thường xuyên. Và ở trên màn hình thì là một số cái máy móc chẳng hạn như là máy ly tâm nè, máy in 3D nè, hoặc là những cái máy mà để cho các bạn học sinh học các chuyên ngành khác nhau có thể sử dụng. Và để sử dụng những cái máy này thì tùy theo độ phức tạp các bạn sinh viên sẽ cần phải đăng ký để sử dụng phòng thí nghiệm và phải sử dụng những cái loại đồ bảo hộ cần thiết tùy theo loại máy ạ. Và trường của mình thì cũng sẽ có các cái phòng thí nghiệm khác nhau, chẳng hạn như là phòng thí nghiệm sóng thần nè, phòng thí nghiệm lái xe mô hình, hoặc là phòng thí nghiệm để mà mô phỏng về động đất. Thì tùy theo những cái phòng thí nghiệm khác nhau và tùy theo ngành học thì các bạn sẽ có thể có quyền đi vào những cái phòng lab khác nhau. Cassie ở trên màn hình của mình cũng là một cái bạn robot mà được thiết kế và được vận hành, được xây dựng bởi sinh viên của trường Oregon State University. Nhung đưa lên đây để cho quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có thể thấy được rằng là kiến thức ở tại trường Oregon State rất thực tiễn. Ngoài cái việc là các bạn có thể có kiến thức về lý thuyết rồi, các bạn có thể bắt tay vào đưa ra những cái sản phẩm ở ngoài đời, ở thực tế. Và ngoài ra thì trường mình cũng sẽ có những cái nguồn tài chính để mà có thể hỗ trợ cho các bạn có thể thực hiện được những cái sản phẩm. Đó là lý do vì sao mà Nhung đưa cái hình ảnh của bạn Cassie này lên trên màn hình. Và Cassie đã giành được kỷ lục Guinness là robot hai chân không có cảm ứng hồng ngoại chạy 100 m nhanh nhất trên toàn thế giới. Trường mình thì cũng sẽ rất có rất nhiều câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa ha, có hơn 30 cái câu 30 cái nhà ăn nhà uống khác nhau, từ những cái quán cà phê nho nhỏ cho đến những cái quán uống trà hoặc là ăn bánh tùy theo cái các bạn có thể thích như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem một chiếc video clip nha.
Thì ở trên màn hình của mình á, là một bạn robot, bạn này tên là bạn Starship. Thì bạn này sẽ có chức năng đó chính là deliver, có nghĩa là giao thức ăn ở trong khuôn viên của trường. Khi mọi người qua đến khuôn viên của trường Oregon State thì mọi người sẽ thấy là bạn deliver, bạn Starship này bạn chạy khắp khuôn viên của trường để giao đồ ăn cho sinh viên. Nên là vì khuôn viên của trường mình rất là rộng, nên mỗi sau khi mà các bạn tan học thì các bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến các cái nhà ăn đâu, mà các bạn có thể chỉ ở cần một ở một chỗ nào đó thôi, thì những bạn này sẽ giao đồ ăn đến cho mình nha. Đó. Rồi. Ở trường của mình thì cũng sẽ có câu lạc bộ đua xe công thức. Đây là một chiếc xe mà được xây dựng, được thiết kế bởi trường Oregon State University kết hợp với một trường của Đức và đã được 8 lần giành giải nhất trong các cuộc thi mà liên các trường đại học ở trong nước Mỹ với nhau. Và đây cũng là một con robot mà trường mình các bạn sinh viên lắp ráp và đem thi đấu và cũng đã từng đạt giải nhất vào năm 2018 rồi. Và còn rất nhiều câu lạc bộ khác, ví dụ như câu lạc bộ tên lửa nè, câu lạc bộ về kinh doanh nè, câu lạc bộ về phân tích kinh doanh và câu lạc bộ về chuỗi cung ứng. Và đặc thù của trường mình thì nằm ngay kế bên bờ Tây của nước Mỹ luôn, giáp với biển luôn, nên là trường mình cũng rất là mạnh về ngành gọi là phân tích chuỗi cung ứng. Và ngoài ra thì trường mình cũng sẽ có hồ bơi nè, hồ bơi để luyện tập thi đấu và hồ bơi để bơi giải trí, mình cũng sẽ có phòng gym và sinh viên của mình sẽ không cần phải trả thêm bất kỳ chi phí nào mà các bạn vẫn có thể sử dụng những cái cơ sở vật chất này, miễn là các bạn có thẻ sinh viên của trường của Oregon State University là các bạn sẽ được truy cập vào. Và như khi nãy Kim Anh cũng có chia sẻ, với trường Oregon State thì các bạn bắt buộc sẽ phải ở ký túc xá trong một năm đầu tiên. Và ký túc xá của trường mình thì sẽ miễn phí tiền giặt sấy và sẽ có những cái bedding kits, có nghĩa là bộ đồ dùng cơ bản cho các bạn tại thời điểm các bạn nhập học. Và ký túc xá của trường mình sẽ mở xuyên suốt kỳ nghỉ lớn, ví dụ như là nghỉ đông, nghỉ xuân ha, thì trường mình vẫn sẽ mở mà không thu thêm bất kỳ chi phí nào của phụ huynh và học sinh. Về chương trình đào tạo thì Oregon State sẽ có đào tạo cả bậc đại học, có nghĩa là chương trình cử nhân 4 năm, và đào tạo luôn cả chương trình sau đại học, có nghĩa là chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ. Đối với lại đại học thì trường mình sẽ có nhận những học sinh freshman, nhưng hay dịch vui là những học sinh tươi mới. Những học sinh tươi mới là những học sinh mà các bạn hoàn thành chương trình trung học phổ thông và sau đó các bạn muốn sang trường Oregon State University để các bạn học tiếp chương trình đại học. Và ngoài ra thì trường mình cũng nhận luôn cả những sinh viên chuyển tiếp, có nghĩa là những bạn học sinh đã hoặc là đang học những cái chương trình cao đẳng hoặc là những cái chương trình đại học ở tại một trường cao đẳng hoặc một trường đại học nào đó ở một quốc gia bất kỳ, thì các bạn muốn chuyển vào Oregon để tiếp tục học á, thì các bạn sẽ được xem là một sinh viên chuyển tiếp. Thì với những bạn tươi mới, nghĩa là những bạn vừa mới hoàn thành cấp 3 mà muốn đi học ở Oregon, thì các bạn sẽ cần phải có tiếng Anh và điểm trung bình. Tiếng Anh thì các bạn cần phải có IELTS tối thiểu là 5.0 và các bài kiểm tra tiếng Anh tương đương, các bạn có thể sử dụng TOEFL IBT hoặc là Duolingo thay cho IELTS. Còn về điểm trung bình thì các bạn cần phải có điểm trung bình từ 2.5 đối với hệ 4, tương đương với khoảng 7.0 đối với hệ 10. Và đương nhiên là càng cao thì nó sẽ càng tốt cho các bạn. Và ở trường của mình thì mình sẽ có cả hai lộ trình cho các bạn có thể nhập học là lộ trình trực tiếp và lộ trình dự bị. Lộ trình dự bị thì có nghĩa là các bạn sẽ có thêm những cái lớp học ngoài giờ để bổ túc thêm những cái tiếng Anh, để bổ sung thêm, dự bị thêm, phụ đạo thêm cái kiến thức về toán hoặc là kiến thức về tiếng Anh, chứ không có nghĩa là các bạn sẽ phải bị học dài thêm nha, các bạn vẫn sẽ là 4 năm nha. Và đối với chuyển tiếp thì các bạn cần phải có IELTS tối thiểu là 5.0 và GPA của các bạn phải từ 2.25 tương đương với lại khoảng 6.5 đối với hệ 10. Thì đó chính là yêu cầu để có thể vào trường Oregon State University. Vậy thì có thể nói để mà mình nhớ một cách cơ bản nhất thì để có thể vào học tại trường Oregon State thì mình cần phải có điểm trung bình ít nhất là từ 7.0 trở lên và IELTS của mình phải từ 5.0 trở lên. Vậy thì chi phí để mình có thể đi học ở Oregon State là như thế nào? Ở trường của mình thì hiện nay sẽ có những cái mức học bổng dao động từ 8.000 cho đến 10.000 đô trong một năm và áp dụng cho cả suốt 4 năm học của các bạn. Và tổng chi phí bao gồm cả học phí ăn ở, bảo hiểm, một học sinh để có thể đi học ở Oregon State University thì bạn cần phải có ít nhất là 48.000 đô trong một năm dự trù. Và đương nhiên là nếu như mà các bạn sau này khi mà qua năm thứ hai, năm thứ ba, năm
thứ tư các bạn ra khỏi các bạn tự thuê nhà thì cái chi phí ăn uống và nhà ở nó sẽ có thể thấp hơn một chút xíu. Thì đó chính là một số các thông tin cơ bản về trường Oregon State University. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần câu hỏi để mà các bạn có thể tương tác với Nhung nhiều hơn ở các phần câu hỏi nha. Xin cảm ơn những phần chia sẻ rất là bổ ích cũng như là rất là chi tiết về trường của Nhung. Thì sau đây là sẽ có một số câu hỏi đến từ phía quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh gửi về cho công ty tư vấn du học Hoàng Lương để tìm hiểu thêm về trường Oregon State. Thì Nhung ơi, Nhung có thể nào giải đáp giúp cho quý phụ huynh một câu hỏi này như thế này được không ạ? Là muốn đạt được học bổng thì các bạn cần những cái điều kiện gì vậy Nhung? Như khi nãy thì Nhung cũng có chia sẻ là học bổng của trường mình thì sẽ dao động từ 8.000 cho đến 10.000 đô trong một năm. Thì để đạt được những cái học bổng này thì trước tiên nhất là các bạn sẽ cần phải nộp hồ sơ vào học tại Oregon State University. Nhà trường trước nhất sẽ xét dựa trên cái điểm trung bình học tập của các bạn, dựa trên cái điểm trung bình cả năm trong suốt cả 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Nếu như chưa có điểm lớp 12 thì sẽ dựa vào lớp 10 và lớp 11 là chính. Và ngoài ra thì sẽ xét dựa trên điểm IELTS của các bạn. Mình sẽ cần phải có IELTS từ 5.0 trở lên và GPA phải từ 7.0 trở lên. Và ngoài ra thì các bạn sẽ còn cần phải có một cái buổi interview, có nghĩa là một cái buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh với Nhung. Nếu mà các bạn muốn lấy cái mức học bổng cao hơn nữa, càng cao thì các bạn sẽ càng phải có cái buổi phỏng vấn đó. Nếu các bạn lấy, các bạn chỉ muốn dừng lại ở cái việc là xét cái điểm học tập thôi thì các bạn sẽ chỉ có cái mức cơ bản là 8.000. Còn những cái bạn nào mà muốn là em muốn lên cái mức là 10.000 mỗi năm thì các bạn sẽ phải có cái buổi phỏng vấn interview bằng tiếng Anh với Nhung trong khoảng là 30 phút, và buổi này sẽ được ghi hình lại để gửi qua cho bên trường và thầy cô sẽ quyết định cái phần thêm nó sẽ được bao nhiêu. Cảm ơn câu trả lời rất là đầy đủ của Nhung về phần học bổng này ha. Thì Nhung ơi, Nhung có thể nào mà giải đáp thêm chút xíu là có khó để duy trì được học bổng hay không Nhung? Đối với lại học bổng mà dành cho những bạn học sinh freshman, có nghĩa là những bạn mà đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và vào học chương trình đại học ở trường Oregon State University, thì các bạn chỉ cần duy trì cái điểm trung bình là 2.0 thì các bạn đã có thể duy trì được cái học bổng này rồi. Có nghĩa là theo Dung thấy thì nó khá là dễ so với lại học lực của các bạn sinh viên Việt Nam của mình. Còn đối với lại những bạn chuyển tiếp, có nghĩa là các bạn đã hoặc là đang học tại một trường cao đẳng hoặc đại học nào đó mà chuyển sang Oregon để học tiếp, thì các bạn cần phải duy trì cái điểm trung bình là 3.0 thì nó sẽ cao hơn một chút xíu. Nhưng mà Nhung thấy cái mức này cũng không phải là một mức khó so với lại năng lực học tập của cộng đồng sinh viên Việt Nam mình. Nhung ơi, Nhung có thể cho Kim Anh hỏi một xíu là sau khi tốt nghiệp đó, các bạn có thể ở lại Mỹ làm việc trong bao lâu ha? Đối với là các ngành được công nhận là STEM thì các bạn sẽ có thể ở lại Mỹ lên đến là 3 năm. Còn đối với những ngành không được công nhận là STEM thì các bạn sẽ được ở lại Mỹ là 1 năm. Thì Nhung thấy có một cái điểm hay á, là hầu hết các ngành thế mạnh của trường Oregon State là những cái ngành đã được công nhận là STEM rồi. Ví dụ như là ngành Computer Science, là ngành khoa học máy tính, hoặc là ngành Mechanical Engineering, là ngành kỹ thuật cơ khí. Thì những cái ngành đó đều đã được công nhận là STEM thì các bạn sẽ có được 3 năm OPT. Và ngoài ra thì chương trình đi thực tập có luôn MECOP, nó là có đi thực tập trong vòng 12 tháng nữa. Vậy thì mình có thể tạm thời hiểu là 4 năm đi học tương đương với lại 4 năm đi làm luôn, có thể tạm hiểu là như vậy. Nhung ơi, thì không biết là trường mình nó có yêu cầu phải có SAT thì mới có thể xét được học bổng cũng như là phải có SAT để được xét vào trường Oregon không Nhung? Nhung cảm thấy đây cũng chính là một trong những cái điểm rất là hay của trường Oregon State University, đó chính là trường của mình sẽ không yêu cầu sinh viên phải có SAT hay CV hay là SOP. Trường mình sẽ chỉ xét dựa trên học bạ và cái điểm tiếng Anh của các bạn mà thôi. Không biết là cái hồi nãy Kim Anh có nghe Nhung chia sẻ về cái việc thực tập ở MECOP đúng không nhỉ? Thì không biết là cái ưu điểm của MECOP là gì vậy Nhung? Nhung có thể chia sẻ đến cho quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh có thể hiểu hơn về cái chương trình thực tập MECOP được không?
Theo Nhung thấy thì ưu điểm của MyCớp nó rất là nhiều. Cái ưu điểm trước nhất đó chính là các bạn sinh viên sẽ có thể có lương trong cái khoảng thời gian các bạn đi thực tập. Thật ra cái mức có lương này nó sẽ không ở cái việc là các bạn sẽ có thật là nhiều tiền để các bạn có thể gọi là ăn chơi quá là nhiều, hoặc là có thể dư dả để gửi về gia đình. Nó chỉ dừng ở lại mức là các bạn có thể chi trả cho cái tiền sinh hoạt phí của các bạn mà thôi. Tuy nhiên nó có một cái ưu điểm là các bạn sẽ có được cover được cái tiền tiền sinh hoạt phí của mình trong cái thời gian đó, và có được cái kinh nghiệm làm thêm, một cái kinh nghiệm rất là đẹp để bỏ vào cái CV của mình. Cái ưu điểm thứ hai là thời gian các bạn đi thực tập chương trình MyCớp này nó sẽ sử dụng thời gian CPT và nó không ảnh hưởng đến thời gian ở lại Mỹ làm việc sau tốt nghiệp của các bạn. Và cái thứ ba nữa đó chính là chương trình MyCớp này nó không phải là một chương trình quá khó khăn để cho các bạn có thể cạnh tranh vào. Thì Nhung nghĩ đây là ba cái yếu tố mà nó đang là ưu điểm của chương trình MyCớp. À, cho Kim Anh hỏi một xíu là cái việc tham gia về MyCOP thì nó có khó không? Và kiểu như là các bạn sinh viên nào đăng ký vào là sẽ giống như là auto được vào chương trình MyCOP luôn hả Nhung? Thật ra thì nói đến mức độ auto được vào thì nó sẽ không tới mức đó, nhưng mà nó gọi là quá khó khăn thì nó sẽ không phải là quá khó khăn. Yêu cầu để được vào thì lại khá là đơn giản. Sinh viên của trường mình thì các bạn sẽ chỉ cần duy trì cái điểm trung bình ở trong trường của mình là 2.75 điểm trong suốt thời gian học tập. Các bạn đăng ký đầy đủ các môn học mà nhà trường của mình yêu cầu, duy trì ở mức điểm là 2.75. Sau đó các bạn sẽ tham gia phỏng vấn với ban tuyển dụng và các bạn sẽ nằm trên danh sách gọi là các ứng viên tiềm năng, và từ danh sách đó thì các cái ứng viên, các cái nhà tuyển dụng sẽ chọn ra các ứng viên mà họ cảm thấy phù hợp với lại công ty của họ để các bạn có thể đi thực tập. Thì theo cái thông tin mà các bạn sinh viên phản hồi thì các bạn nói là hầu hết là các bạn sinh viên có thể tìm được công việc học thực tập thông qua MyCớp này. Rất là cảm ơn cái buổi chia sẻ rất là đầy đủ thông tin và bổ ích của Dung, cũng như là các câu trả lời rất là đầy đủ về những cái thông tin mà bên các quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh đang tìm hiểu về Oregon State. Thì một lần nữa rất là cảm ơn với sự góp mặt của Nhung hôm nay đã tham gia với công ty tư vấn du học Hằng Lương để có buổi livestream ngày hôm nay ạ. À. Dạ, thì thời lượng của chương trình thì đến đây cũng đã hết rồi, cho nên là quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có bất kỳ câu hỏi gì cũng như là muốn tìm hiểu về trường Oregon State cũng như là muốn du học ở Mỹ thì có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Hoàng Lương để được hỗ trợ tốt nhất nha. Cảm ơn Nhung, cảm ơn những cái chia sẻ rất là bổ ích của bạn đến với công ty tư vấn du học Hoàng Lương cũng như là đến với quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh ngày hôm nay. Rất cảm ơn Kim Anh đã dành thời gian để mà host chương trình ngày hôm nay rất là duyên dáng, và cũng rất là cảm ơn Hằng Lương đã mời Nhung cũng như là mời Oregon để mà có mặt ở đây để chia sẻ đến quý phụ huynh và học sinh thông tin về trường Oregon State. Và nếu như mà anh chị có đang quan tâm về trường Oregon State thì hãy đừng quên là hãy liên hệ đến Hằng Lương để mà có thể nộp hồ sơ cho Oregon State University. Và cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, và chúc mọi người sẽ có một ngày thật là vui vẻ và thật là nhiều năng lượng tích cực. Cảm ơn mọi người và hẹn sớm gặp lại. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Thì xin chào tạm biệt các quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ngày hôm nay đã theo dõi số livestream ngày hôm nay nha. Xong rồi anh ơi.